Chiều nay, xí nghiệp quản lý hiếp vận hành hầm trường bộ Hải Phân triển khai kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy hiếp và cứu nạn cứu hộ tại hầm trường bộ Hải Phân cấp độ 3D. Cùng tham gia diễn tập, còn hết cảnh sát vào cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại hai địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Theo tình huống giả định, khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 12, một chiếc xe tải đang di chuyển theo hướng Nam Bắc khi đến km 5 cộng hầm Hải Phân 2 thì bị mất lái và vào thành hầm. Cùng lúc, xe khách di chuyển phía sau không xử lý kịp, đã vào vào đuôi xe tải gây cháy. Trên hai xe đều có nhiều hành khách và có người bị thương đang mắc kẹt. Khói độc lan tỏa nhanh đe dọa tính mạng của hàng chục hành khách đang có mặt trong hầm. Phát hiện sự cố qua hệ thống camera, trung tâm điều hành phát lệnh đóng hai cửa hầm, tạm dừng giao thông tại hai trạm kiểm soát và triển khai các bước xử lý theo phương án 3D. Điều tiết giao thông đảm bảo khoảng cách và không gian cho các xe chuyên dụng tiếp cận. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai chữa cháy, ưu tiên cứu người bị nạn đưa đi cấp cứu đồng thời hướng dẫn mọi người thoát ra xa vùng cháy để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Theo ban chỉ huy diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân cấp độ 3D, năm nay có điểm khác biệt so với trước. Thì đợt diễn tập lần này thì nó nằm vào dịp cuối năm. Do vậy lực lượng cái cái phương tiện lưu lượng phương tiện tăng cao, do vậy cái việc tạo ra cái tình huống trong diễn tập lần này nó có sự bất ngờ để cho các cái lực lượng chữa cháy tại chỗ cứu hộ cứu nạn tại chỗ sẽ chủ động trong mọi tình huống. Bộ diễn tập nhằm thực hiện tốt phương án xử lý sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại hầm Hải Vân với yêu cầu cao nhất nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực. Thông qua các biên tập này thì hầm Hải Văn là kiểm tra, ra soát, đánh giá là toàn bộ cái, cái quy trình hoạt động của hầm đồng thời là chú trọng việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy đồng của đồng hộ tại chỗ. Với phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ, sự tham gia phối hợp diễn tập của nhiều lực lượng, phương tiện sẽ có kinh nghiệm thực tế nhằm xử lý nhanh sự cố cháy ở đường hầm, hạn chế tối đa thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.